Châu Chấn Nam, ca sĩ 10X toàn năng của Hoa ngữ. Khi đang trên đà phát triển sự nghiệp, Châu Chấn Nam gặp phải những lùm xùm không đáng có, nhưng điều đó không hề cản trở con đường thăng tiến của nam ca sĩ trẻ. Châu Chấn Nam là ca sĩ trong nhóm nhạc R1SE tại Trung Quốc. Tuy không phải là một mỹ nam trong tiêu chuẩn của nhiều người, nhưng Chấn Nam lại mang đến một loại khí chất đặc biệt. Anh sở hữu giọng hát thiên phú, vũ đạo chuyên nghiệp, thuần thục nhiều loại nhạc cụ và khả năng sáng tác mang dấu ấn riêng biệt. Ở Châu Chấn Nam, hội tụ đầy đủ các yếu tố trở thành ca sĩ trẻ đầy triển vọng của làng giải trí Cbiz. Có điểm này ở Châu Chấn Nam rất trân trọng, đó chính là năng lực làm chủ bản thân, xem học tập và làm việc như một thói quen hàng ngày. Giống như viên ngọc thô trui rèn dưới áp lực, ngày qua ngày âm thầm mài dũa từng góc từng cạnh, lắng đọng lại để mỗi thời kỳ đều lột xác trưởng thành. Châu Chấn Nam, nghệ sĩ 10X toàn năng cá tính và nội hàm. Châu Chấn Nam sinh ngày 21 tháng 6 năm 2000, trong một gia đình được biết đến là giàu nhất nhì Trùng Khánh. Bố của Chấn Nam là Châu Dũng, một vị đại gia có máu mặt khét tiếng trong giới bất động sản ở Trùng Khánh. Ông đứng đầu cộng đồng vừa quốc tế Daddy. Từ khi còn nhỏ, Chấn Nam đã được cho đi học tại trường quốc tế. Lên 12 tuổi, anh mua đĩa nhạc của Michael Jackson. Sau khi xem màn trình diễn của ông Hoàng Nhạc Pop, Chấn Nam đã muốn được trên sân khấu biểu diễn. Năm 2012, anh bắt đầu học khiêu vũ và đăng ký một lớp học nhảy đường phố. Nam ca sĩ nuôi chí hướng theo đuổi đam mê âm nhạc và mất 2 năm để thuyết phục gia đình ủng hộ quyết định của mình. Sang đến năm 2015, Châu Chấn Nam tham gia vào cuộc thi tìm kiếm tài năng âm nhạc và được nhận làm thực tập sinh của JYP Entertainment. Sau đó anh chuyển đến Hàn Quốc để học tập và rèn luyện. Tại đây, nam idol trẻ đã góp nhặt được nhiều kinh nghiệm đáng quý và cũng có đắng cay. Châu Chấn Nam từng tiết lộ, anh đã bị các ma cũ bắt nạt, bị giám đốc của JYP bạc tai 2 cái, khiến bố của Chấn Nam phải liên lạc với phía JYP đề nghị công ty không được dùng cách thức này để giáo dục con trai họ. Năm 2017, Châu Chấn Nam trở về nước và bước chân vào showbiz thông qua chương trình Minh Nhật Chi Tử. Từ đó trở đi, nam ca sĩ liên tiếp nhận được nhiều sự quan tâm của truyền thông qua những chương trình thực tế như Baby Let Me Go Mùa 3, Triều Âm Chiến Kỷ. Sau khi phát hành mini album Little Star vs Overture, Châu Chấn Nam bắt đầu ghi danh vào chương trình Sáng Tạo Doanh 2019. Tại đây, nam ca sĩ 10X nhanh chóng nhận được vô số tình cảm từ khán giả nhờ tính cách đáng yêu cùng đôi mắt một mí bên cạnh tài năng đáng ngưỡng mộ. Có thể nói, ở lứa tuổi 18, Châu Chấn Nam gần như toàn năng về mọi mặt ở nhiều phương diện. Từ việc làm chủ sân khấu, sở hữu vocal mami đặc biệt, rap đỉnh, vũ đạo đẹp mắt, còn tinh thông các loại nhạc cụ và kiêm luôn sáng tác âm nhạc. Sau cùng, Châu Chấn Nam đã chính thức debut với vai trò center của Paris R1SE, bắt đầu cho một tương lai sáng lạn. Ngoài việc hoạt động cùng nhóm, nam ca sĩ còn là ngôi sao show thực tế như khách mời cố định của chương trình mới Xào Thủ Thần Thám, khách mời cho chương trình Bạn ơi hãy lắng nghe, Sáng Tạo Doanh 2020, Happy Camp. Năm 2021, sau vụ lùm xùm từ gia đình, Châu Chấn Nam đã quay trở lại hoạt động trong showbiz và trở thành thành viên trong đội ngũ xây dựng chương trình Sáng Tạo Doanh 2021. Bị bắt nạt, kỳ thị trên đất Hàn Quốc. Nam thần tượng đạt hạng nhất trên chương trình Sáng Tạo Doanh 101 với 37 triệu phiếu bầu để lên được ngôi vị center. Châu Chấn Nam đã định sẵn sẽ là thế hệ thần tượng đứng đầu về độ nổi tiếng bên cạnh những Thái Tử Khôn, Phạm Thư Thư. Trước khi trở về Trung Quốc hoạt động, Châu Chấn Nam từng có 3 năm đào tạo tại JYP. Đây sẽ là một trải nghiệm tuyệt vời nếu như nam thần tượng sinh năm 2000 không gặp vấn đề bắt nạt giữa các thực tập sinh. Vì là người dân Trung Quốc nên Châu Chấn Nam không những không được bênh vực mà còn bị chính giám đốc công ty tiếp tay trong vụ bắt nạt này. Vụ việc diễn ra nghiêm trọng đến mức bố mẹ của nam idol đã phải gửi lời yêu cầu đến lãnh đạo cấp cao của JYP, nhưng tình hình có vẻ vẫn không khả quan hơn. Cuối cùng, Châu Chấn Nam vẫn rời khỏi JYP để về Trung Quốc làm lại từ đầu. Nhiều người hâm mộ cho rằng anh đã bị đuổi vì dám đứng lên chống lại phi vụ bắt nạt, bảo hành trong công ty thuộc Big Tree này. Nhưng nếu không rời JYP, có lẽ Châu Chấn Nam đã không thành công như hôm nay. Châu Chấn Nam chính là trường hợp minh chứng cho việc không phải cứ bị đuổi thì sẽ không thành công. Trái lại, có lẽ khó khăn đó còn mở ra một con đường mới, một cơ hội mới để tỏa sáng hơn. Scandal bủa vây Châu Chấn Nam. Ai cũng biết gia đình Châu Chấn Nam vô cùng giàu có, bản thân anh cũng toàn diện toàn hàng hiệu trên người. Thế nhưng, tin tức nổ trời được tung ra vào tháng 10 năm 2020 khiến công chúng hoang mang khi hay tin bố mẹ của Châu Chấn Nam bị tố lừa đảo số tiền lên đến 1,23 tỷ nhân dân tệ, tương đương 4.230 tỷ đồng, biển thủ hàng trăm quỹ bảo trì của chủ sở hữu các khu bất động sản, còn bị đưa vào danh sách mất uy tín với các tổ chức tín dụng, thẻ ngân hàng bị đóng băng từ năm 2016. Vụ việc lùm xùm gây ảnh hưởng không nhỏ đến sự nghiệp đang không ngừng phát triển của Châu Chấn Nam, khiến anh bị chỉ trích, tẩy chay, dù anh đã lên tiếng sẽ cùng người nhà chịu trách nhiệm đến cùng.
Tuy nhiên, ồn ào này nối tiếp ồn ào kia khi một vài bạn học cũ tố nam ca sĩ thời đi học có bắt nạt bạn bè, còn yêu đương sớm, thậm chí còn gian lận thi cử. Với việc không hay xảy ra này đã bôi xấu đến hình ảnh đến Châu Chấn Nam và nhóm A1SE, buộc anh phải tạm dừng hoạt động lại, còn bị cắt show thực tế đang tham gia. Dù chỉ mới 20 tuổi nhưng Châu Chấn Nam trở thành đối tượng bị chỉ trích, mắng chửi trên khắp các trang mạng vì sự việc do gia đình gây ra. Sau vài ngày im hơi lặng tiếng, nhóm trưởng của A1SE đã chính thức lên tiếng với bài viết dài đăng trên tài khoản Weibo cá nhân. Trong mắt tôi, bố mẹ tôi cũng giống như bao bậc làm cha làm mẹ khác, luôn yêu thương bảo vệ con cái của mình. Nhưng họ cũng rất nghiêm khắc dạy dỗ, không hề bao che, hy vọng con có thể học được các khâu phụ thuộc, trở nên tự lập. Cảm ơn công lao nuôi dưỡng dạy dỗ của bố mẹ dành cho tôi. Tôi không hiểu những chuyện trong công việc kinh doanh, từ nhỏ đã được bảo bọc rất cẩn thận. Bỗng nhiên đối mặt với hiện thực này khiến lòng tôi cảm thấy rất dày vò. Bản thân cảm thấy có lỗi vì đã không đủ quan tâm đến gia đình, không phát hiện ra vấn đề sớm hơn. Cũng cảm thấy có lỗi khi làm tổn thương tới những người luôn đồng hành và yêu thương tôi. Thật sự rất xin lỗi vì đã đem rắc rối lớn đến với mọi người. Những ngày qua, tôi luôn cố gắng để hiểu, để chấp nhận chuyện này. Tôi biết mình nên có trách nhiệm và cũng nên đứng ra. Điều tôi muốn nói, vấn đề của pháp luật hãy để pháp luật sẽ tự giải quyết. Mặc dù về mặt pháp luật, tôi có cần phải thay bố mẹ gánh vác trách nhiệm này hay không, thì trong lòng tôi luôn nhận định rằng mình nhất định phải giúp đỡ bố vượt qua giai đoạn khó khăn này, giúp những nạn nhân bị chịu thiệt hại bù đắp về mặt tâm lý lẫn cả kinh tế. Tôi bằng lòng bỏ ra hết những gì mà tôi có để dành tình yêu và thời gian ở cạnh gia đình nhiều hơn, cùng bố mẹ vượt qua cửa ải khó khăn này. Tôi cũng sẽ cố gắng làm việc giúp bố mẹ vực dậy. Có lẽ quá trình này sẽ trải qua thời gian rất lâu, nhưng tôi không thể trốn tránh. Hy vọng mọi người có thể cho tôi thêm một chút thời gian. Cuối cùng, thành thật xin lỗi những người đã chịu tổn thương vì chuyện này. Tôi sẽ cùng bố mẹ gánh vác trách nhiệm, giải quyết tất cả mọi chuyện một cách nhanh nhất. Đến tháng 12 năm 2020, bố của Châu Chấn Nam đã lên tiếng, nói về vụ ồn ào vừa qua. Cụ thể vì xoay vòng vốn của công ty gặp vấn đề là nguyên nhân chính gây ra nợ nần. Ngoài ra, công ty của bố nam ca sĩ cũng đã chi trả phần nào và hiện đang nợ khoảng 170 triệu nhân dân tệ, gần 600 tỷ đồng. Trong vòng từ giữa năm đến cuối năm 2021 sẽ hoàn trả hết khoản nợ. Được Minh Oan thông tin tìm cách hạ bệ Tiêu Chiến. Gần đây, có cư dân mạng tiết lộ một dự án mới của IWG mang tên Trò Chơi Trào Lưu và thành viên tạm định của show sẽ có sự tham gia của Tiêu Chiến, Trần Phi Vũ, Châu Chấn Nam. Ngoài ra, người này còn tiết lộ chương trình Trò Chơi Trào Lưu sẽ phát sóng vào cuối năm 2021. Nguồn tin này cho hay phiên vị, thứ tự xuất hiện tên nghệ sĩ trong hoạt động quảng cáo của Tiêu Chiến cao hơn host của sáng tạo doanh 2021 Châu Chấn Nam. Việc này làm cho ekip của Châu Chấn Nam cảm thấy bất mãn, không phục và ekip của nam nghệ sĩ 10X luôn tìm cách để hạ bệ sao nam 9X. Thậm chí còn nói rằng nếu chương trình không lên sóng được thì chỉ có thể trách nam minh tinh từng xảy ra chuyện. Người hâm mộ của Châu Chấn Nam cho rằng đây là thông tin giả, vì thần tượng của họ không thích tranh giành gì với ai. Vị trí trung tâm trong nhóm R1SE cũng là fan đồng tâm bỏ phiếu bầu chọn, nhưng anh không hống hách hay kênh kiệu, thậm chí anh thường chia sẻ những điều tốt cho đồng đội. Do đó, thần tượng của anh không thể có suy nghĩ tranh giành phiên vị với Tiêu Chiến.